hiểu thế nào cho nó đúng, những cái điều, 5 cái điều đáng chú ý để chúng ta hiểu thế nào cho nó đúng về luật đất đai có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 8 của năm 2024, được không ạ? Vâng. Cái đầu tiên đấy, đó là việc mà nhà nước sẽ tạo điều kiện để cấp sổ đỏ cho những cái giấy tờ của anh chị, những cái lô đất của anh chị mà chưa có sổ đỏ. Thế thì để mà cái lô đất nhà anh chị chẳng may mà chưa có sổ đỏ, đang là giấy tờ viết tay, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm này, thì nó phải đáp ứng được 3 điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất nha, điều kiện thứ nhất này là cái lô đất của anh chị đang ở, nó phải là ổn định lâu dài, và anh chị phải xin được xã, ủy ban nhân dân cấp xã, đó là một cái giấy chứng nhận là cái lô đất của anh chị không không dính tranh chấp, không có cái sự kiện, không có cái sự tranh chấp nào, ổn định lâu dài từ trước năm 2014, được chưa? Đấy là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là anh chị phải có gì ạ? Phải có hộ khẩu nhá, anh chị phải có hộ khẩu tại cái địa phương mà anh chị có đất đấy. Cái điều kiện thứ ba đó là cái lô đất của anh chị nhá, nó không bị dính quy hoạch, tức là gì, nó phù hợp với quy hoạch đất ở tại địa phương, nó phù hợp với quy hoạch đất ở tại địa phương ấy. Bởi vì có thể là cái lô đất của anh chị cái lúc mua ấy thì nó không dính quy hoạch, đúng không, vẫn là đất ở, đất thổ cư, thế nhưng mà đến thời điểm này có thể địa phương của anh chị thay đổi quy hoạch thì cái lô đất của anh chị nó dính quy hoạch, thì anh chị thứ nhất là mình cũng không được cấp sổ đỏ đâu, và cái thứ hai nữa là cái lô đất của anh chị thì làm sao ạ, nếu như mà các cái dự án nó có triển khai, nó có lấy đất của đất của anh chị ấy, thì anh chị cũng sẽ không được đền bù, được chưa? Cái thứ việc cái số 2 mà anh chị đang hiểu rất sai đó là việc mà cấm phân lô bán nền nhá, siết phân lô bán nền, thì đây là siết phân lô bán nền là đối với các đối tượng là gì ạ, là các chủ đầu tư, tức là họ làm các cái dự án 1/500, họ lấy hàng hecta các cái khu đất xong họ phân ra thành nhiều lô và xin cái quy hoạch, xin cái dự án 1/500 xong rồi là người ta bán lại, thì siết là siết với cái hình thức đó là đất dự án tại 105 thành phố và thị xã như vậy, được chưa? Còn cái việc mà anh chị phân lô, tức là anh chị tách thửa ấy, thì nhà nước vẫn tạo điều kiện, tức là nhà nước vẫn tạo điều kiện mà không không siết. Mình phải hiểu như vậy. Ví dụ anh chị có một mảnh đất to nha, anh chị có một mảnh to, anh chị phân ra, anh chị chuyển nhượng, anh chị cho tặng, anh chị làm các thứ thì vẫn được ấy. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ để mà được, chúng ta sẽ đợi khi mà sau khi mà có luật thì nó còn rất nhiều những cái như là nghị định, như là thông tư để mà hướng dẫn cái việc mà chúng ta áp dụng cái luật này vào thực tế như thế nào, thì chúng ta đợi sắp tới thì sẽ có rất nhiều các cái nghị định và thông tư ấy gửi đến cho anh chị em bạn bè cô dì chú bác, thì chúng ta cố gắng chúng ta nghiên cứu một chút, được chưa? Đấy, thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải hiểu đó là kỳ cái gì nhá, từ khi luật được áp dụng này thì kỳ điều gì, kỳ một cái loại, một kỳ một cái hoạt động nào của anh chị liên quan đến đến bất động sản, đến đất, thì chi phí nó đều tăng. Ví dụ như là tách thửa là chi phí cũng tăng, ví dụ như là chuyển nhượng sang tên chuyển nhượng cũng tăng, ví dụ như là cho tặng thì cũng tăng. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái phương pháp định giá của nhà nước đã thay đổi. Phương pháp định giá của nhà nước bây giờ là thay vì là phương pháp cũ thì bây giờ thay bằng cái phương pháp đó là phương pháp thị trường. Tức là gì? Định giá đất nhá. Định giá đất bây giờ giá nhà nước quy định là nó sẽ sát với giá thị trường. Ấy, bảo là bằng thì không bằng, thế nhưng nó phải bằng 80 cho đến 90% so với giá thị trường. Và anh chị hiểu rằng là giá thị trường so với giá nhà nước quy định trước đây nó là một trời một vực, đúng không? Giá nhà nước quy định chỉ một, có khi là giá thị trường là 5 là 6. Thế thì bây giờ là không còn câu chuyện đấy nữa, nó sát với nhau hơn. Cái tiếp theo nữa nhá, anh chị phải hiểu cho đúng ở đây này. Đó là luật đưa ra là để làm gì ạ? Luật đưa ra là để bảo vệ cái lợi, quyền lợi của người dân nhá. Anh chị phải hiểu thật cho đúng ấy, chứ không phải là luật đưa ra để gây khó khăn cho anh chị. Không, luật đưa ra lần này là để bảo vệ cho người quyền và nghĩa vụ của người dân. Tôi lấy ví dụ như thế này, đó là các cái chủ đầu tư mà họ bán các cái loại hình sản phẩm mà hình thành trong tương lai, thì bây giờ các chủ đầu tư không được thuy thu quá phần 5%, đúng không, cái giá trị của lô đất
Đấy, thế thì họ đưa ra, nhà nước đưa ra như vậy là bảo vệ cái quyền lợi của người dân để tránh cái việc mà cứ phải căng băng rôn khẩu hiệu, và cũng là một cái hình thức để mà thanh lọc các cái chủ đầu tư. Những chủ đầu tư mà không có gọi là chủ đầu tư mà không có tiềm lực về tài chính, đúng không? Các cái chủ đầu tư mà yếu kém là sẽ bị thanh lọc ra. Đấy, được không ạ? Được không có tình yêu? Được không tất cả chị em bạn bè cô dì chú bác trên tất cả nền tảng mạng xã hội? Đấy, thì đấy là mình phải hiểu cho nó đúng về cái luật đất đai lần này, đúng không ạ? Rồi.